Xin kính chào bà con cô bác xa gần. Hôm nay tôi xin đọc bài viết của một tác giả khuyết danh Thời Thế Thế, Thời Thời Phải Thế. Mấy ngày nay, nghe trên mạng cái lò họ Tô cháy đến cửa nhà Nguyễn Tấn Dũng. Thật hư chưa biết, chính trường Việt Nam từ lúc này coi bộ ngày càng khốc liệt. Không còn ai có thể yên tâm khi đã hạ cánh an toàn nhiều năm về trước. Những năm về trước, ai xong nhiệm kỳ thường được hưởng chế độ cố vấn cho đảng Cộng sản. Còn hôm nay thì cứ ngồi ở nhà đợi chiếu chỉ của vua. Kỹ thì mặc tả, kẻo sợ quá đái cả ra quần. Chính trường hiện nay làm tôi chợt nhớ lại những bài học lịch sử mà ngày còn cấp sách đến trường, được thầy cô giảng dạy. Cũng giống như quá khứ lịch sử của các triều đại phong kiến từ Ngô Quyền đến Đinh Lê, Lý Trần vân vân. Có một điểm chung, những người thay đổi triều đại nói chung đều có nắm binh quyền, như nhà Tiền Lê khi nhà Tống lâm le sang đánh nước ta. Theo lịch sử, do Đinh Phế Đế còn nhỏ nên Lê Hoàng được các tướng ủng hộ Lê Hoàng lên làm hoàng đế, truyền được chỉ 3 đời. Mà đời vua Đinh Trung Tông chỉ làm vua được 3 ngày, thì bị em ruột là Lê Long Đỉnh giết cướp ngôi anh mình, mà sau này sử gọi là Lê Ngoại Triều, rồi cũng giống như triều của nhà Đinh. Con còn nhỏ nên bị Lý Công Uẩn cướp ngôi, đúng bài bản, mà xưa kia Lê Hoàng lấy ngôi nhà Đinh. Khi cướp ngôi nhà Lê, Lý Công Uẩn là điện tiền chỉ huy sứ. Cuối đời nhà Lý thì kịch bản thay đổi triều đại khác một chút, nhưng cũng bị người nắm binh quyền là Trần Thủ Đậu ép Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho chồng là cháu trai của Đậu. Từ đó khai sáng ra nhà Trần. Cuối đời nhà Trần lại đi vào vết xe đổ của các triều đại trước, nhưng thê thảm hơn Đinh Lê. Vua Trần Thuận Tông bị Hầu Quý Ly giết sau khi nhường ngôi cho con là Trần An mới 3 tuổi. Rồi năm 1400 phế truất thiếu đế đoạt ngôi nhà Trần. Tóm lại, các triều đại khi bị thay đổi có một điểm chung, đều bị người nắm binh quyền trong tay làm chính biến. Tuy nhiên, cũng có 4 người làm nên triều đại mà lịch sử ghi nhận. Trong đó, do hoàn cảnh ly loạn của đất nước, có 3 người tự thân giành vương quyền từ tài sức của mình. Đó là Đinh Tiên Hoàng dẹp loạn 12 sứ quân, người thứ hai Lê Lợi 10 năm chống quân Minh, người thứ ba Nguyễn Nhạc Thái Đức hoàng đế. Ở đây tôi không nhắc tới vua Quang Trung, vì Quang Trung nắm được trọng binh nhờ cố anh mình Nguyễn Nhạc giao số trọng binh đó cho Nguyễn Huệ. Còn người thứ tư nữa là ai? Xin thưa, đó là Nguyễn Ánh, nhờ vào oai danh ngày trước của mình từng là chúa Nguyễn, nên dễ kêu gọi chí sĩ hào kiệt theo mình. Khác với hoàn cảnh 3 người trước, trong 4 nhân vật kể trên, cá nhân tôi cho rằng hoàng đế Lê Lợi chiến công hiển hách nhất, từ một người dân đứng lên kêu gọi hào kiệt theo mình chống quân Minh. Qua sơ lược lịch sử trên, ta có thể nhận ra một điểm chung đều do sự thối nát cuối triều đại, nên người nắm binh quyền dễ thao túng giai đoạn đó mà thay triều đổi đại. Còn ngày nay, thế giới văn minh không như ngày xưa, chỉ hở một cái cả thế giới đều biết. Nhưng chính trường Việt Nam cũng không thể gác cái lệ đó. Khi hoàng đế suy yếu thì quyền thần nổi lên. Ở đây phải xét lại do hoàn cảnh nào lịch sử lại đặt họ Tô như ngày hôm nay. Qua nhiều channel uy tín như Voa, Lê Trung Khoa vân vân, ngày trước Tô được Dũng đưa lên làm thứ trưởng công an. Khi Dũng rớt, Tô phải buộc thức thời ngã theo Trọng, nếu không sẽ chấm xuống hàng. Rồi lập kế hoạch sang Đức bắt Trịnh Xuân Thanh, lập công dân lên Trọng. Từ đây, Tô bắt đầu vuốt đuôi cọp. Kế tiếp đêm 8 tháng 1, rạng sáng 9 tháng 1 năm 2020, với 3.000 công an và dân phòng, Tô cho tấn công vào làng Đồng Tâm, có 3 sĩ quan công an đai.
Cụ ông Lê Đình Kình, 84 tuổi, bị bắn chết tại nhà. Tiếp theo là những vụ đốt lò cho ông Trọng đều có công lao của Tô, như vụ Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế 2022 trước đài do Kick Test Việt Á. Đến năm 2023, Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam bị buộc phải từ nhiệm. Tuy cái cách từ nhiệm không nói rõ nguyên nhân, nhưng họ vẫn có ý ám thị cho người dân hiểu ngầm hai vị này dính vào tham nhũng. Còn cá nhân tôi thì không phải như vậy. Tham nhũng chỉ là cái cớ, còn chính yếu là ông Minh có hơn một nhiệm kỳ là ủy viên Bộ Chính trị, còn ông Đam thì bị xui phải cho ai đó đi chung với ông Minh để dễ thuyết phục mọi người. Tổng bí thư phải là người có đủ một nhiệm kỳ trong Bộ Chính trị và phải là người bắt có lý luận. Ông Minh dư biết. Tiếp theo là danh sách dài dài khoảng gần cuối năm 2023. Lai rai trên mạng, nói bóng nói gió trùm cuối Việt Á một thời gian đủ lâu cho người dân ngầm hiểu. Ông này lớn ngàn ngang. Chứ nếu là trắc hành hay đòi lập thêm đảng chính trị thì A Lê vào gấp đây. Như là Ngọc Trinh biểu diễn xe mô tô rồi lãnh án treo, là việc gì đến sẽ đến. Nói thì nghe đơn giản, nhưng khi muốn bắt một cán bộ có số má như Phạm Bình Minh, thì trước đó họ Tô đã cho bắt hàng loạt cán bộ cấp bộ trưởng hay cỡ trưởng phòng. Khi thời gian đã tạm đủ cho người dân hiểu là ai là trùm cuối Việt Á, họ Tô ra tay cưa ghế Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vào ngày 26 Tết 2024. Đúng là quá bạc cho tình đồng chí. Đằng nào cũng hạ bệ thì cho Phúc ăn Tết rồi hãy tính. Đến đoạn này chính thức họ Tô kia bước lên lưng cọp. Vì sao? Vì chính cái bạc bẽo do Tô dành cho Phúc, nên từ trong đảng đến dân đen đều lắc đầu ngán ngẩm cho cái tình đồng chí. Tiếng xấu thì họ Tô lãnh đủ, còn thành tích tiếng thơm tổng trọng hưởng. Như vậy, không phải họ Tô đã gây thù chuốc oán với nhiều thế lực trong đảng Cộng sản rồi sao? Đến đây thì họ Tô không còn đường lui nữa, vì nếu tổng trọng đai, Vương Đình Huệ mà lên thì cả dòng họ Tô gặp nguy. Thời thế, thế thời, thời phải thế. Vì vậy họ Tô chỉ còn cách tới luôn bát tài. Đúng luôn, Huệ Vương là người có đủ chuẩn thế Trọng Lú, vì khi đó Trọng đã quá yếu rồi, họ Tô đặt Trọng vào cái thế việc đã rồi. Tôi tha nó sau này, nó giết tôi. Tiếp cái đà trên, họ Tô làm luôn nhẹ nhàng, với bà Trương Thị Mai, thường trực ban bí thư, cũng là ủy viên Bộ Chính trị từ 2016, đến khi bị từ nhiệm, có khả năng thay Trọng. Khi bà Mai bị hạ, ông Trọng tuy yếu nhưng còn sáng suốt, vội vàng đưa Đại tướng Lương Cường, quân đội, vào thế chân bà Mai, được quyết định ngày 16 tháng 5 2024. Đến 22 tháng 5 2024, họ Tô bị đặt làm Chủ tịch nước. Đến đây, ai cũng tưởng họ Tô bị Tổng Trọng khóa tay. Nào ngờ Tô chơi chiêu liều mạng, chưa từng xảy ra. Từ ngày có nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, ngày 28 tháng 5 2024, Tô cho họp đảng ủy công an có đủ mặt lãnh đạo công an các tỉnh thành về họp và ra quyết nghị bầu Lương Tam Quang làm Bộ trưởng Công an. Hành động này của họ Tô chẳng khác nào là cú cảnh cáo, tao sẵn sàng đảo chánh nếu tụi bay không chấp nhận. Và Bộ Chính trị đầu hàng chấp nhận quyết nghị của Bộ Công an. Không biết lúc đó tình trạng của Trọng ra sao, quá yếu hay hết biết hoặc tệ hơn là bị khống chế. Kể từ đây, cẩu xe họ Tô bon bon về đích và bắt đầu củng cố cái ghế tạm chân, triệt để trấn dẹp những ai có khả năng chống họ Tô. Hiện nay chỉ còn phe quân đội là im lặng. Không hiểu Phan Văn Giang tính gì đây từ khi chính trường sôi sục. Giang hoàn toàn nín lặng, không biết có chơi trò lấy bất biến ứng vạn biến hay không. Hoặc Giang là người yếm thế trước sự hung hãn của Tô, Giang chấp nhận cam chịu. Nếu bây giờ phe quân đội không hành động,
thì sau này sẽ không còn cơ hội nào nữa, và triều đại hoàng đế họ Tô bắt đầu. Những ai hạ cánh an toàn và những ai còn đương chức, chỉ còn cách cúi đầu xưng thần mới mong toàn mạng. Cứ nhìn phúc niễn thì biết, và quá tin vào trọng, cứ tưởng từ nhiệm là xong. Đáng ra phải thức thời cúi đầu trước họ Tô, chịu ói gia sản ra trước có thể Tô cho qua, vì quá tham chỉ biết vơ vào, cho rằng tao xuống rồi theo ý đảng có sao. Chắc chắn phúc niễn sẽ vướng vòng lao lý, vào tù rồi thấy cảnh, thời thế, thế thời, thời phải thế. Xin chào anh Tám và bà con trong diễn đàn. Chúc anh Tám và bà con nhiều may mắn và mạnh khỏe. Xin chào. Bài viết đến đây đã chấm dứt. Xin chào tác giả, khuyết danh và xin chào bà con, cô bác.